Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Là đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, được thần tài báo mộc đúng 2 tháng cuối năm âm lịch năm 2023, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, người người ngưỡng mộ, ăn Tết ấm no. Thần tài báo mộng tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, sự nghiệp lên hương, tài lộc bùng nổ, đổi đời giàu to, tiền bạc nhét chật két trong 2 tháng tới. Hoan hỷ chào mừng quý vị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị bình an, sức khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Quý cô bác Tân Sửu thân mến, bước sang năm 2023, bản mệnh gặp sao Mộc Đức và Thủy Diệu có điểm may mắn, ngạt nỗi phải gánh thêm hạn Huỳnh Tuyền và Toán Tận, dễ đổ bệnh nặng, hao tài tốn của, vận trình vẫn còn lắm bấp bênh từ đầu năm, khiến cho Tân Sửu bao phen nhọc lòng. Ở cái tuổi này, quý vị cũng chỉ mong có một khoản tiền tiết kiệm, có nhà cửa vững chãi, con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh an vui. Người xưa thường nói, trời không cho không ai điều gì, được cái này thì mất cái kia. Nhưng thực tế tử vi học cho rằng, chỉ cần bản mệnh sống lương thiện, chăm chỉ thì đức năng ắt thắng số phận nghiệt ngã. Tuy cuộc sống này là những chuỗi ngày dài phức tạp, có nhiều người họ phải mưu sinh vất vả, tiết kiệm từng đồng mà tiền vẫn chẳng đủ tiêu, cuộc sống rơi vào cảnh bần hèn. Không biết bao giờ mới khấm khá hơn, nhưng mọi sự đen đủi sẽ được bỏ lại phía sau, mây mù tan biến theo gió. Bản mệnh Tân Sửu trong 2 tháng cuối năm 2023 này sẽ liên tiếp được thần tài để ý, ban tài phát lộc, công danh rạng rỡ, sự nghiệp lên hương, đổi đời giàu có, tiền bạc kéo về nhà chật két, nở mày nở mặt với thiên hạ. Và để nắm rõ hơn về vận trình trong 2 tháng 11 và 12 âm lịch tới đây, thì xin mời quý vị cùng đón xem bài chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm nay của Minh Đường Tử Vi nhé. Thần tài báo mộng, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, tài vận bùng nổ, đổi đời giàu to, tiền kéo về nhà chật két trong 2 tháng tới. Theo tử vi, tuổi Tân Sửu mang mệnh bích thượng thổ, đất trên vách, chính vì vậy mà những người cầm tinh châu thường rất được nhiều người kính trọng. Trong cuộc sống hay trong công việc, những người tuổi Tân Sửu thường là những nhà lãnh đạo rất tận tâm. Họ luôn có sự chuẩn bị chu đáo cho mọi việc. Những người này họ luôn chuẩn bị với một tâm lý vững vàng, rất ít bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Tân Sửu với nạp âm hành thổ, do can tân kim ghép với chi sửu thổ, chi sinh nhập can, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành. Thuộc lứa tuổi đời gặp nhiều may mắn, ít trở ngại, dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ để vượt qua dễ dàng. Vì nhiều thổ tính trong tuổi nên các bộ phận tiêu hóa như dạ dày, mật, lá lách nếu thiếu chất mộc chế ngự, dễ bị suy yếu và dễ có vấn đề khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Một trong những tính cách dễ nhận thấy của tuổi Tân Sửu đó là sự ổn định. Ổn định này bao gồm nguyên tắc, lập trường, tư duy, quan điểm nhìn nhận, lối sống, công việc, tâm lý của họ luôn bền vững, luôn luôn nghĩ điều tốt, làm việc thiện, yêu ghét đều phân minh rõ ràng. Người tuổi Tân Sửu có lối sống đạo đức noi theo khuôn phép, quy củ, trật tự, với họ việc noi theo khuôn vàng, thước ngọc, mẫu mực, chuẩn chỉ là hành động tự giác, họ vui vẻ làm điều đó, và nếu phá bỏ những nguyên tắc này thì họ dùng bữa không cảm thấy ngon, luôn bị giày vò hối hận. Người tuổi này là những người rất cứng rắn, sự kiên cường can đảm của họ hướng tới cố thủ, thiên về phòng thủ, tự bảo vệ mình và che chở cho người xung quanh. Đặc điểm này của họ giống với sao Liêm Trinh trong tử vi. Tuổi Tân Sửu là một trong những tuổi có lộc cách nên cả đời không lo thiếu thốn, dễ thu được nguồn tài chính dồi dào, phong thịnh. Mặc dù có tài biện luận, giao tiếp nghĩa là khoa nói tốt, nhưng họ dễ nhầm lẫn trong văn bản, sai sót nhầm lẫn hóa đơn sổ sách, dẫn tới hao tài gây trở ngại công việc. Do đó Tân Sửu rất phù hợp với lĩnh vực an ninh, quốc phòng,
luật pháp, một số khác có duyên với lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, lĩnh vực xây dựng kiến trúc, quản lý kho tàng, ngân sách tài chính có thể phát huy được hết sở trường ưu thế của họ. Những người này nên theo lĩnh vực kinh doanh, duyên bán hàng rất tốt. Tuổi Tân Sửu tượng trưng cho thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn, đa phần họ là người đáng tin, sống có nguyên tắc. Không những vậy mà họ còn làm việc cẩn thận, không biết mệt mỏi là gì, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi quan điểm của họ thì rất khó khăn. Tân Sửu thường che giấu tính cách bướng bỉnh, không chịu khuất phục ai, bởi vẻ ngoài đơn giản, sự thông minh được ẩn dưới lớp vỏ bọc trầm lặng, kiệm lời. Về cơ bản, người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 khá hướng nội, nhưng lúc cần thiết họ lại vô cùng dũng cảm, oai hùng, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Tân Sửu có suy nghĩ đơn giản, rạch ròi, không rào trước đón sau, là một người bạn đáng tin cậy, bạn có thể tâm sự với họ về băn khoăn của mình. Họ sẽ giải quyết vấn đề cho bạn bằng một cách đơn giản nhất, trong công việc họ khá kiên định với ý kiến của mình. Có tố chất làm lãnh đạo, nhưng thường phải có thêm tác động của người khác, chứ họ không phải là người sôi nổi, mạnh mẽ dấn thân. Tân Sửu là những người không thích đi đường tắt, họ cũng có lòng tự trọng cao, thích làm việc một cách đàng hoàng, không lợi dụng thủ đoạn để giải quyết vấn đề. Ưu điểm trong công việc của họ là tính kỷ luật cao, mang đến sự nề nếp cho đội nhóm. Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu chết người của họ, đôi khi cứng nhắc quá lại hỏng việc như chơi. Những người thuộc mệnh bích thượng thổ, họ muốn được làm chủ trong công việc, vì vậy kinh doanh là ngành mà họ luôn hướng đến, với bản tính suy tính cặn kẽ, khó gần, không khéo giao tiếp, không quan tâm đến người khác, thường biểu hiện phong độ hơn người. Điều này không phù hợp với những công việc tiếp thị, ngoại giao hay công việc đòi hỏi sự tinh tế. Tuổi Tân Sửu không quảng giao, vì vậy họ có rất ít bạn bè, tuy nhiên những người bạn ấy thường đi với họ qua nhiều năm tháng, rất thân thiết và đáng tin cậy. Họ cũng thường vướng vào nhiều thị phi, bị ganh ghét vì những người xung quanh nhìn vào thường cho rằng họ ngạo mạn và quá nguyên tắc. Tuy nhiên, những điều đó không khiến Tân Sửu quan tâm, bởi đối với đồng nghiệp hay những người hợp tác cùng, Tân Sửu luôn mang lại sự chân thành, nghiêm túc, nên khi đã tiếp xúc cùng sẽ càng được mọi người quý mến và khiến họ làm được nhiều việc lớn. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng tuổi Tân Sửu không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách thì tuổi Tân Sửu vẫn ung dung hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nếu làm việc với những người tuổi Tân Sửu, bạn sẽ thấy họ thật cẩn thận và khoa học, không bao giờ cẩu thả. Họ chậm rãi chắc chắn trong từng bước đi của mình, không bao giờ mắc phải những sai sót không đáng. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu rất coi trọng chữ tín, một khi đã làm thì sẽ làm hết mình, có trách nhiệm với công việc được giao, họ làm gì cũng tuân theo nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, không bao giờ đi ngược lại với truyền thống văn hóa dân tộc, bởi vậy đôi khi cuộc sống của những người này thật nhàm chán và cứng nhắc. Đàn ông tuổi Tân Sửu, dù không lãng mạn mơ mộng, nhưng họ có trách nhiệm, khi kết hôn sẽ hết mình chăm lo cho cuộc sống gia đình, còn nếu kết hôn với phụ nữ tuổi Tân Sửu, bạn sẽ là người may mắn nhất thế gian, cô ấy là con người của gia đình, hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ, nhưng thực ra tuổi Tân Sửu che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng, những lúc buồn bã, khó khăn. Họ cũng cần được quan tâm, an ủi, chăm sóc, lúc ấy gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh để tuổi Tân Sửu tiến lên phía trước. Phật bản mệnh tuổi Tân Sửu chính là Phật bản mệnh, hư không tạng Bồ Tát, có thể bổ sung khuyết điểm, thúc đẩy năng lực giúp con giáp này tiến lên. Đeo hư không bản mệnh Phật còn giúp tuổi Sửu đả thông tư tưởng, thăng chức thuận lợi, khôn khéo nhã nhặn, rất có lợi với phát triển sự nghiệp, rộng đường tương lai. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 đều có thể thỉnh bản mệnh Phật về dùng, công hiệu như nhau, không có gì khác biệt. Bản mệnh Phật đi theo chủ nhân một đời một kiếp, bất kể phương diện nào, sự nghiệp hay tình cảm, tài vận đều sẽ có cầu tất ứng, trợ giúp tốt nhất. Đầu tiên chúng ta xét tổng quan tử vi tháng 11 và 12 âm lịch của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Xem tử vi cho thấy, bước sang tháng 11 và 12 âm lịch, vận trình của người tuổi Tân Sửu có cả cơ hội lẫn thách thức song hành. Sự nghiệp vừa có nguyệt lệnh lâm quan đới hậu thuẫn, lại vừa chịu tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, nên cơ hội để chứng tỏ năng lực không thiếu, nhưng kèm theo đó cũng là những sự ganh đua, ghen ghét, thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Vì là giai đoạn cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bạn tới đâu, gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Về tiền bạc,
Người tuổi Tân Sửu trong 2 tháng này tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hồn hạp nên tìm hiểu kỹ, kẻo bị lừa gạt thời điểm cuối năm. Đây là khoảng thời gian khá bận rộn của người tuổi Tân Sửu, cũng chính vì lý do đó mà con giáp này có thể không kiểm soát được cảm xúc của mình mà cáu giận vô cớ, khiến cho mối quan hệ tình cảm trở nên lạnh nhạt. Bạn nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón vận trình cuối năm và năm mới thật ấm cúng nhé. Trong 2 tháng này, sức khỏe của tuổi Tân Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Thời điểm này bạn nên dành cho mình thời gian nghỉ ngơi và xây dựng lối sống khoa học thì sức khỏe sẽ luôn được đảm bảo và yên tâm đón Tết. Xét tử vi sự nghiệp tuổi Tân Sửu tháng 11 và 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 và 12 âm lịch năm Quý Mão, phương diện sự nghiệp của tuổi Tân Sửu được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều biến động. Do đây lại là cuối năm nên bạn phải đương đầu với nhiều vấn đề cùng một lúc, nào là tất bật với công việc được giao phó, nào là tiểu nhân vẫn đang trực chờ cơ hội hãm hại bạn, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Đặc biệt các chuyên gia tử vi phong thủy cũng đưa ra những dự tính để Tân Sửu có thể tránh được những rủi ro và phát huy được mặt tích cực trong 2 tháng cuối cùng của năm nhờ vào 3 lưu ý sau đây. Thứ nhất, tuy đây là 2 tháng hạn, nhưng trong tháng có nguyệt lệnh lâm quan đới, mức độ ảnh hưởng không tồi nếu con giáp này cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao. Thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc thì kết quả sẽ rất khả quan, bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết, nhưng sự chăm chỉ của bạn sẽ làm cho đồng nghiệp và cấp trên vô cùng hài lòng, dành cho bạn thêm nhiều cơ hội mới vào năm sau. Thứ hai, trong 2 tháng này, Tân Sửu chịu tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh, xuất hiện điềm báo có thể bị ganh đua, ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ, do đó bạn càng nên thận trọng hơn, chú ý giữ gìn mối quan hệ hài hòa với các đồng nghiệp và mọi người xung quanh để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Thứ ba, vì là cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, nhưng mà có công mài sắt, có ngày nên kim. Chỉ cần bản mệnh làm việc tốt, cùng với sự tập trung và nỗ lực, kiên trì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt, bản mệnh vốn là con giáp tài năng và giỏi xử lý các việc phức tạp, nên việc khó cũng có thể ứng biến kịp thời. 2 tháng này bản mệnh còn có thiên ấn che chở, giúp giảm bớt hung hiểm phần nào. Hãy luôn nhớ giữ cái đầu lạnh trong mọi hoàn cảnh thì không có gì phải lo lắng. May mắn là nguyệt lệnh dưỡng ở Sửu, ý chỉ vận khí sẽ dần tăng, trải qua đủ khó khăn, nhưng bạn không bỏ cuộc thì sắp tới sẽ là tháng ngày may mắn vô cùng tràn đầy hy vọng. Nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, khó khăn một chút cũng không khiến bạn nản lòng. Xét về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 11 và 12 âm lịch, đường tài lộc trong 2 tháng tới vẫn ổn định dù không có tài tinh chiếu mệnh, mọi chi tiêu sinh hoạt trong cuộc sống phần lớn dựa vào nguồn thu chính. May mắn trong 2 tháng này có nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, bạn càng chăm chỉ và nỗ lực thì vận trình tài lộc càng có xu hướng dần khởi sắc. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu, làm việc mình yêu thích, đừng bỏ dở giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Thu hoạch từ việc kinh doanh buôn bán vẫn có, nhưng túc tắc khá chậm. Dù bản mệnh mong muốn tài chính có đột phá rõ ràng hơn trong tháng giáp Tết, nhưng mọi việc đều cần có quá trình, nóng vội sẽ chỉ càng dễ hỏng việc, chứ không đem lại lợi nhuận thật sự. Ở thời điểm năm cùng tháng tận, vận khí lại bị thái tuế ảnh hưởng nặng nề, bạn nên hạn chế đầu tư mới ở quy mô lớn để tránh thua lỗ, nhất là ở các hạng mục mạo hiểm hay có sự biến động lớn như chứng khoán, bất động sản. Tốt nhất các kế hoạch dạng này nên để sang năm mới, khi vận khí có khởi sắc tích cực hãng tiến hành. Ngoài ra, Tân Sửu cũng cần lưu ý chuyện chi tiêu, kẻo bị lạm chi cho việc sửa nhà hay mua sắm mà khiến ngân sách hao hụt quá nhanh. Về cơ bản, nếu bản mệnh vẫn duy trì được những thói quen tài chính tốt như trước đó thì không phải lo lắng quá nhiều. Dù sao với cách quản lý tiền bạc rõ ràng sẽ giúp hạn chế việc chi tiêu vào những mục đích không chính đáng. Về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng 11 và 12 âm lịch cho thấy tình hình sức khỏe của Tân Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Bước vào 2 tháng cuối năm, thổ khí cực vượng, khiến thể trạng và tinh thần bạn trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao, khiến sức khỏe sụt giảm nhanh. Tuy nhiên, tử vi có bật mí rằng, mệnh chủ có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ, không làm việc quá sức, có chế độ làm việc khoa học và hợp lý.
Đặc biệt đây là thời điểm gần Tết nên sẽ có các buổi liên hoan tụ họp. Tân Sửu nên hạn chế rượu bia và đồ ăn cay nóng để không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và các chức năng khác. Ngoài ra, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao như đi bộ, các bài tập dưỡng sinh, yoga cũng là cách giúp bạn không chỉ trông mình trẻ khỏe ra rất nhiều mà còn cảm nhận được niềm vui không khí Tết đang đến gần. Về phương diện tình cảm gia đạo, theo tử vi tháng 11 và 12 năm 2023 tuổi Tân Sửu âm lịch, may mắn có cục diện nhị hợp và sao Bách Việt chủ đào hoa đem lại nhiều dấu hiệu tích cực trên phương diện tình duyên cho người tuổi Tân Sửu. Đặc biệt là đối với người còn độc thân, các mối quan hệ xã giao rộng rãi giúp bạn quen biết được với nhiều người khác giới, trong đó rất có thể sẽ có người phù hợp với những tiêu chuẩn bạn đặt ra. Con giáp này hãy nhiệt tình và cởi mở khi trò chuyện với mọi người, bạn bày tỏ suy nghĩ của mình sẽ giúp thu hút những người có cùng tần số, từ đó đôi bên có cơ hội phát triển xa hơn nữa. Với người đã có gia đạo êm ấm, bạn và người ấy thường xuyên trao đổi chia sẻ mọi chuyện với nhau, nên mối quan hệ khá gần gũi thân thiết. Khi cảm thấy lo lắng vì những điều chưa biết trước, bạn có thể tâm sự với đối phương, người đó chắc hẳn sẽ đưa ra được cho bạn những lời khuyên hữu ích. Tuy nhiên, do tác động của Bách Việt, nên thời gian này xung quanh bạn cũng xuất hiện các đối tượng khác giới nhiều hơn, con giáp này cần chủ động giữ khoảng cách với người khác. Nếu không, những lời đồn thổi sẽ rất dễ đẩy bạn vào tình cảnh tình ngay lý gian, gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và hạnh phúc gia đình. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. 1. Tử vi tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, trong tháng 11 âm lịch. Về cơ bản, người tuổi Tân Sửu có một tháng khá thuận lợi, nếu chăm chỉ cố gắng và nhất quán với mục tiêu của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành công. Nhị hợp mang lại tác động tích cực cho người tuổi Tân Sửu trên nhiều phương diện, con giáp này biết cách lập kế hoạch làm việc, nên dù có bận rộn đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối. Thêm vào đó, các mối quan hệ xã giao thuận lợi, đồng nghiệp hợp tác ăn ý càng là yếu tố giúp bạn nhanh chóng gặt hái được thành công hơn. Tài lộc cũng có những bước tiến đáng kể, bạn có cơ hội nhận được các khoản hoa hồng, thưởng nóng nhờ hoàn thành tốt các dự án được phân công. Nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn hoàn toàn có thể thử sức với các công việc làm thêm, người làm ăn kinh doanh cũng sẽ thu về một khoản kha khá nhờ việc hợp tác diễn ra thuận lợi. Tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Tân Sửu âm lịch thấy rằng phương diện tình cảm có tốt có xấu, vì thế mà bạn cần phải chú ý cách hành xử của mình. Vợ chồng cần quan tâm hơn đến nhau, thường xuyên trò chuyện để giải quyết các khúc mắc xuất hiện. Quý nhân, Hợi, Ý, tiểu nhân, Mùi, Tuất, màu sắc cát tường, xám, nâu, con số may mắn 23, 91, 33. 2. Tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, trong tháng 12 âm lịch. Theo tử vi khoa học, sang tháng 12 âm lịch cũng là tháng bản mệnh vận khí biến động khôn lường, mang đến nhiều khó khăn và áp lực cho tuổi Tân Sửu. Công việc dồn dập, khối lượng và áp lực cực lớn, đòi hỏi phải hết sức tập trung và dành nhiều thời gian xử lý mới có thể hoàn thiện, tránh việc tình trạng công việc bị trì trệ. Tài lộc có thu hoạch nhất định, trong khi chính tài cố định, bản mệnh đã dự liệu được khoản tiền lương và thưởng cuối năm, nên không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, có thiên tài mang tới những khoản thu ngoài luồng khác, tiền bạc khá rủng rỉnh, có điều kiếp tài ảnh hưởng. Người tuổi Tân Sửu khó tránh tiền bạc tổn thất, tiêu pha tốn kém tiền của vì người khác hoặc quyết định kinh doanh đầu tư sai lầm nào đó. Phương diện sức khỏe cần lưu ý, giữ ấm cơ thể, tránh bị hàn khí xâm nhập gây các chứng bệnh phong hàn, chú ý khi đi lại, du lịch, công tác, kẻo gặp sự cố bất ngờ, họa huyết quang. Chuyện tình cảm duy trì ở mức ổn định là tốt, không mong thăng cấp bất ngờ, nhất là các cặp đôi đang yêu. Cần dành thời gian suy nghĩ kỹ càng trước khi tính chuyện hôn nhân đại sự, kẻo sau này phải hối tiếc. Quý nhân, Ý, Dậu, tiểu nhân, Mão, Ngọ, màu sắc cát tường, tím, trắng, con số may mắn 23, 91, 45. Tiếp theo là chuyên mục phong thủy may mắn cho tuổi Tân Sửu, vượng tài phát lộc, may mắn vào cuối năm 2023. 1. Trồng cây phong thủy cho tài lộc dồi dào, tiền vào như nước. Việc trồng cây cảnh hợp mệnh phong thủy giờ đây rất được nhiều người quan tâm, với niềm tin rằng việc này sẽ giúp chúng ta có thêm may mắn để làm việc thuận lợi hơn, thu về nhiều tài lộc cho mình hơn. Theo phong thủy ngũ hành, với người tuổi Tân Sửu tương ứng với mệnh thổ, nên chọn cây cảnh màu đỏ, hồng, cam, tím hoặc nâu. Một số loại cây thích hợp đó là cây hồng môn, vạn lộc, sống đời, cây hoa đào, cây hoa đồng tiền, cây hoa giấy, cây hoa hồng, cây hoa sứ, cây hoa trạng nguyên,
sẽ mang lại nhiều tài lộc cũng như may mắn. Bên cạnh đó, do mộc khắc thổ, nên người tuổi Tân Sửu không nên chọn cây cảnh có mang nhiều mệnh mộc, quá như cây có nhiều màu xanh lá, toàn bộ từ thân đến lá. 2. Tượng Phật Di Lặc sức khỏe dồi dào. Trong năm 2023, tuổi Tân Sửu có thể lựa chọn thêm món đồ phong thủy tốt cho sức khỏe của mình, chính là tượng Phật Di Lặc. Bình thường chúng ta thường thấy những bức tượng Phật Di Lặc làm bằng gỗ hay gốm sứ, nhưng nếu những chú trâu muốn sức khỏe của mình lúc nào cũng khỏe như trâu, thì tốt nhất nên chọn tượng Phật Di Lặc làm bằng ngọc nhé. Khi bài trí vật phẩm phong thủy không thể thiếu với tuổi Sửu, gia chủ nhớ là vị trí phía bên phải phòng khách chính là vị trí tốt nhất nhé. Nên đặt tượng trên kệ cao khoảng tầm 1 mét, hướng mặt ra ngoài cửa chính, để gia chủ dễ dàng nhìn ngắm, giải tỏa căng thẳng tinh thần, cũng là để dễ thu hút các trường khí tốt vào nhà. Tuy nhiên, có điều này bạn cần phải chú ý nhé. Nếu đã đặt tượng Phật Di Lặc ở phía bên phải phòng khách, thì góc đó không nên bày thêm những đồ linh tinh khác nữa, tránh các yếu tố phong thủy xung khắc, ảnh hưởng đến vận trình sức khỏe của tuổi Sửu trong năm Quý Mão này. Đặt tượng Phật Di Lặc trong nhà, tài lộc và hạnh phúc ùn ùn kéo tới. Tượng Phật nên đặt ở vị trí trang nghiêm, đồng thời cần thường xuyên lau dọn vị trí xung quanh và chú ý không để tượng bị bám bụi, bám bẩn. Không nên đặt tượng ở gần các thiết bị điện tử để tránh xung sát về trường khí. Tuyệt đối không đặt tượng Phật ở những vị trí kém trang nghiêm, kém sạch sẽ như sàn nhà, gầm cầu thang, vị trí gần nhà vệ sinh hay đặt ở nhà bếp, phòng ngủ. 3. Tỳ hưu phong thủy gia tăng may mắn. Theo truyền thuyết, Tỳ hưu là con thứ 9 của rồng, cũng sở hữu ngoại hình đẹp nhất. Tỳ hưu được biết đến là con vật linh thiêng số 1 mang lại sự may mắn và cho đến ngày nay vẫn được nhân gian thờ phụng, kính trọng. Người ta quan niệm rằng tượng Tỳ hưu đặt trong nhà có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí, mang lại vận mệnh tốt cho gia chủ và bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà. Vị trí đặt tượng phải tìm hướng tốt mới phát huy tác dụng, nhất là hướng xanh khí, sau là thiên y, diên niên, phục vị. 4. Thiềm thư phong thủy đón tài chiêu lộc. Thiềm thư hay còn là cóc ngậm tiền bằng đá hay cóc ba chân, được biết đến là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, công danh sự nghiệp, thi cử cũng như trừ tà. Dài hạn mang lại sự bình an cho gia chủ tuổi Sửu, nên những người kinh doanh sử dụng để hút tài lộc, trong nhà thì để biến xấu thành tốt, hoặc như một vật phẩm để tặng người khác khi có dịp hỷ sự. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Tân Sửu, làm người thì cứ 3 phần khôn khéo, 3 phần ngốc, để lại 3 phần cho con cháu. Cổ nhân từng có câu, thông minh khó, hồ đồ cũng khó, từ thông minh mà trở nên hồ đồ lại càng khó. Giữa những người lớn tuổi cũng thường lưu hành câu, 3 phần khôn khéo, 3 phần ngốc, chừa lại 3 phần cho con cháu, hết thảy đều có đạo lý của nó. 3 phần khôn khéo, 3 phần ngốc, chừa lại 3 phần cho con cháu. Điều này có nghĩa là làm người đừng khôn khéo quá mức. Nếu người thế hệ này quá khôn khéo, như vậy đời sau có thể xuất hiện những kẻ ngốc nghếch đần độn. Câu nói này nhằm nhắc nhở mọi người đừng quá khôn khéo, tính toán thiệt hơn, 3 phần khôn khéo. 1. 3 phần khôn khéo phụ thuộc vào sự chuyên nghiệp của bản thân, bởi vì kiến thức là luôn thay đổi theo thời đại. Nếu bạn không liên tục cập nhật và học tập những kiến thức mới, thì những gì bạn đã học sẽ dần bị đào thải trong xã hội. Cần phải biết kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, vận dụng thành quả của sự phát triển khoa học hiện đại thành sự chuyên nghiệp của bản thân, làm tốt còn muốn tốt hơn nữa, có như vậy mới không thể bị đào thải. 2. 3 phần khôn khéo phải được vận dụng trong cuộc sống. Cần phải thiết lập nhân sinh quan, giá trị quan đúng đắn cho bản thân mình, cố gắng hòa nhập với xã hội và thích nghi với mọi hoàn cảnh. Thế giới bao la, ai cũng có thể sinh tồn trong thế giới này và chúng ta còn phải có thể sinh tồn được tốt hơn nữa. 3. 3 phần khôn khéo phải được dùng để giải quyết những mâu thuẫn và vấn đề khác nhau. Học cách cân bằng hợp lý các mâu thuẫn của vấn đề, xử lý tốt cảm xúc của bản thân, đồng thời khi phải đối mặt với thất bại, có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho mình, từ đó sẽ không dễ bị ngã hai lần ở cùng một chỗ nữa. 3 phần ngốc. 1. 3 phần ngốc là có thể chịu được thiệt thòi. Không so đo quá nhiều về được mất, người quản lý có thể chịu đựng được thiệt thòi thì mới có thể lãnh đạo được một đoàn thể, người có thể chịu được thiệt thòi thì mới có thể đứng trong đám đông. Một gia đình có thể chịu thiệt thòi thì chắc chắn sẽ có mối quan hệ tốt với láng giềng, nhưng ngược lại, người không thể chịu được thiệt thòi, dẫu có không muốn thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt mà thôi. 2. 3 phần ngốc là có thể chịu được khổ. Nông dân có thể chịu được cực khổ thì mới thấy được niềm vui sướng trong vụ mùa bội thu, nhà khoa học có thể chịu được cực khổ thì mới có thể công phá những đề tài khó và đạt được thành tựu vĩ đại, người thầy có thể chịu được cực khổ thì mới có học trò ở khắp thiên hạ, học sinh có thể chịu được khổ thì mới có thành tích học tập tốt, lãnh đạo có thể chịu được khổ
thì mới có nhiều cấp dưới muốn đi theo. Người trong một gia đình có thể chịu được khổ thì mới có thể hưởng phúc một đời. Người có thể chịu khổ thì chỉ khổ trong một lúc, nhưng người không thể chịu được khổ thì sẽ khổ cả đời. 3. Ba phần ngốc là phải chịu đựng. Muốn thành công trong sự nghiệp, bạn phải học được cách chịu đựng, không thể đi đường tắt vì vội vàng muốn thành công. Cả đời của một nhà số học chỉ nghiên cứu 10 con số. Ngôi sao bóng đá thế giới cả đời cũng chỉ nghiên cứu được một quả bóng. Edison trải qua nhiều lần thất bại mới phát minh ra được đèn điện, và thứ mà tất cả họ dựa vào chính là sức chịu đựng. Để lại 3 phần cho con cháu. 1. Phải nuôi dưỡng con cháu yêu thích học tập, chịu nghiên cứu, đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác. Ông bà cha mẹ dẫu có để lại nhiều tài sản cũng vô ích. Con cháu nếu không có phúc hưởng thì sớm muộn cũng sẽ tiêu hết. Phải đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, hấp thụ được những tinh túy có từ sách. Không nên chỉ biết để lại hàng triệu gia sản cho con cháu, vì không ai giàu ba họ. 2. Phải truyền lại nếp nhà cần cù, thiện lương, an tâm cho con cháu. Trau dồi những phẩm chất tốt đẹp như sẵn sàng chịu khổ, không sợ thiệt thòi cho con cháu, như vậy mới có thể giúp đỡ chúng trong tương lai. Đừng truyền lại cho con cháu những thói quen xấu như sợ chịu khổ, sợ chịu thiệt, thích những món lợi nhỏ. 3. Trau dồi năng lực chịu khổ, độc lập tự chủ cho con cháu. Dạy con cháu cần phải biết tự gắng sức phấn đấu, trau dồi sức chịu đựng bền bỉ. Một gia tộc có đức tính chịu đựng phấn đấu thì mới có thể kim ngọc mãn đường, vàng ngọc đầy nhà, phú quý cát tường. Làm người cần phải hồ đồ một chút, đừng quá khôn khéo. Có thể hiểu được 3 phần ngốc là một sự may mắn. Hiểu được để lại 3 phần cho con cháu là một sự nhìn xa và trí tuệ. Biết khiêm tốn chừa đường lui khi làm ra được thành quả ban đầu. Nhiều người lớn tuổi xung quanh bạn hầu hết đều đã từng có một thời sung túc. Khi còn trẻ ai cũng đã từng có một thời điểm nào đó mà họ đã thành công. Nhưng hầu hết mọi người đều không nhận ra, trên thực tế, giữ được doanh nghiệp khó hơn khởi nghiệp, điều mà nhiều người vô tình bỏ qua. Bước vào thời điểm công việc thuận lợi sắp ăn nên làm ra, đại đa số mọi người đều bắt đầu phấn khởi, cảm thấy ngày lành tháng tốt cuối cùng cũng đến rồi. Mình cuối cùng cũng sắp thành công, cha mẹ, bạn bè và những người xung quanh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác. Và vào thời điểm này, bạn chỉ tạo ra một số lợi nhuận nhỏ, nhưng lại mặc sức phung phí, bỏ qua nhiều cơ hội tiến thân. Sau vài năm ăn chơi thì bạn trắng tay, đến khi bạn muốn kiếm tiền, cơ hội đã biến mất. Lúc này bạn đang hụt hẫng, vẫn đang nghĩ đến chuyện quay lại, nhưng đâu biết rằng sự khởi sắc này đã tiêu hao hết vận may của bạn. Ai cũng hiểu rằng có thể kiếm được số tiền lớn, nói chung là do may mắn, do ông trời ban cho bạn, nên hãy dùng đúng lúc và đúng lượng. Trên đời này còn nhiều người lắm, ông trời không thể nào cứ chỉ quan tâm đến bạn. Nếu một người muốn giữ được sự thịnh vượng, điều quan trọng nhất là phải khiêm tốn. Lúc thịnh vượng bớt khoe khoang thì cuộc sống của bạn sẽ dễ thở hơn khi biến cố đột nhiên ập đến. Trong giới tử thư, Gia Cát Lượng đã nói, tĩnh lặng tu thân, kiệm dùng dưỡng đức. Sự tu thân của người xưa thực sự là một trí tuệ tuyệt vời. Tu để rèn luyện tính khiêm tốn, rèn luyện tính kiên nhẫn và sự dẻo dai của mình. Đây mới là của cải lớn nhất của con người. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe đến hết video của chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp quý vị nắm bắt được vận trình tổng quan của mình, để từ đó có kế hoạch cụ thể. Như vậy thì may mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa, để vạn sự hanh thông triệu điều may mắn. Quý vị nếu thấy video hay và hữu ích, hãy dành cho Minh Đường Tử Vi một like, ấn đăng ký kênh và nhấp vào tín hiệu quả chuông ngay bên cạnh để cập nhật những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi mỗi ngày. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.